trong cuốn sách dẫu có ra đi vẫn sẽ mỉm cười có một trang sách viết như thế này hãy an nhàn đợi đến lúc lâm chung con có thể yêu có thể đau đớn vì tình yêu nhưng tuyệt đối không được làm gì tổn hại đến thân thể ba mẹ đã cho mỗi ngày mở mắt ra con hãy tìm cho mình một lý do để tồn tại